87 bính. Sau khi móc xong 87 bính, tiếp tục móc lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ nhất. Và các bạn móc một móc kép vào chân móc thứ 5 tính từ chân kim. Bây giờ là mình đã có 2 mũi móc kép và tiếp tục móc thêm 4 mũi móc kép vào 4 chân móc kế tiếp. Tiếp tục móc 2 mũi móc kép cùng một chân móc và móc vào chân móc thứ 3. Mình bỏ 2 chân móc. Móc 1 bính và tiếp tục móc 2 mũi móc kép vào cùng chân móc với 2 mũi móc kép mình vừa móc. Tiếp tục bỏ 2 chân móc và móc 5 mũi móc kép vào 5 chân móc kế tiếp. Tiếp tục bỏ 2 chân móc và móc vào chân móc thứ 3 cụm 2 mũi móc kép, 1 bính, 2 mũi móc kép. Và các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ nhất. Và cuối cùng là mình móc 6 mũi móc kép vào 6 chân móc kế tiếp để kết thúc hàng thứ nhất. Và tiếp tục móc lên 3 bính. Lật qua để bắt đầu móc hàng thứ hai. Và mình móc vào 5 mũi móc kép vào 5 chân móc kế tiếp. Như vậy là đầu hàng và cuối hàng là mình có 6 mũi móc kép. Tiếp tục móc cụm 2 mũi móc kép, 1 bính và 2 mũi móc kép vào vị trí ở đây. Và các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ hai. Tiếp tục móc mũi móc kép vào chân móc cuối cùng để kết thúc hàng thứ hai. Móc lên 3 bính, lật qua để bắt đầu móc hàng thứ ba. Bỏ 2 chân móc, móc vào chân móc thứ ba, 2 mũi móc kép, 1 bính, 2 mũi móc kép cùng một chân móc. Tiếp tục móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc ở đây và mình bỏ 2 chân móc này, móc 2 mũi móc kép vào đây. Móc 1 mũi móc kép vào vị trí chính giữa. Tiếp tục móc 2 mũi móc kép vào vị trí ở đây.
bỏ hai chân móc, móc vào vị trí thứ ba, cụm hai mũi móc kép, một bính, hai mũi móc kép. Và các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ ba. Và hàng thứ tư mình móc cũng giống như là hàng thứ ba. Sau khi móc xong hàng 40, tiếp tục móc lên một bính, lật qua để bắt đầu móc hàng 41. Và hàng 41 này mình móc toàn bộ là mũi đơn, cứ một chân móc là móc một mũi đơn. Và các bạn móc xung quanh của thân áo. Ngay chỗ phần gốc của áo thì mình móc 3 mũi đơn vào cùng một chân móc để tạo độ vuông. Và qua phần bên đây thì cứ một hàng là mình móc vào 2 mũi đơn. Dùng mũi trượt để nối hàng 41 lại. Tiếp tục móc lên một bính, lật qua và bắt đầu móc hàng 42. Và hàng 42 cứ một chân móc là mình móc vào một mũi đơn. Các bạn móc như vậy cho đến hết hàng 42. Mình đo xuống 20 cm, chừa chỗ cho tay áo. Và phần còn lại mình sẽ may dính lại với nhau. Và đây mình đo 15 cm, chừa chỗ cho vai áo. Và bắt đầu từ đây nó sẽ là cổ áo. Và mình đo ra 25 cm mà mình làm dấu. Và phần bên đây mình đo lên 25 cm, phần còn lại thì mình sẽ may dính lại với nhau. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu may phần này. Tạo mũi gút và nối chỉ vào thân áo, và mình móc toàn bộ là mũi trượt. Thank you.
Tiếp theo là mình móc mũi trượt xung quanh cổ áo để mình giữ cho cổ áo không bị giãn. Tiếp theo là mình sẽ đo từ đây qua bên đây 25 cm và làm dấu. Ở đây là vai áo và đây sẽ là cổ áo. Mình sẽ móc dây ở đây. Móc lên 3 bính. Móc vào chân móc kế bên một mũi móc kép, tiếp tục móc lên 3 bính, xoay qua và mình móc một mũi móc kép vào dây bính ở đây, vào vị trí ở đây. Tiếp tục móc lên 3 bính, xoay qua và mình móc vào đây một mũi móc kép. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến khi được 40 hàng.